Và trong cái giai đoạn làm bầu ấy thì mình nên tránh cái thời tiết nó gió bắc mạnh nhá. Gió bắc mạnh thì mình làm bầu nó không tốt lắm. Xin chào tất cả các bạn đang xem và theo dõi kênh YouTube Vườn Nhà Bon. Hôm nay mình đi phun hãm cái đào thông nhà mình này. Vừa rồi bão, mưa bão, rồi gió. Cây nó yếu đâu mình ngơ đi, mình chưa phun được, giờ cây nó hôi nó lại đâm mầm lên. Cả vừa rồi nhà mình làm một ít cái hàng hoa vặt vào ngày Tết đi, hoa ngắn ngày ấy. Ra công việc nó cũng bận vội, ra mình bỏ lỡ mất một nửa phun hãm ấy. Thì cây nó lại vọt cái mầm lên. Anh nhé, nếu mà mình phun được luôn thì cây nó đứng rồi, nhưng mà mình bận không phun được, cây nó lại đâm một đoạn cái mầm mình như kiểu là cái thuốc của mình nó không có tác dụng, chưa có tác dụng ấy, và tác dụng ít. Xong rồi mình bây giờ mình lại phải đi phun tiếp, gần như là phải phun lại từ đầu ấy, nhưng mà nó cũng có tác dụng ít rồi chứ không phải là không có. Đây để mình quay lại. Và cái video này mình chia sẻ luôn cái thời điểm để mình đôn đảo cái cây đào trong năm 2024 phục vụ Tết Nguyên Đán năm 2025 này. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc rất là đẹp, gió heo may, hơi hanh khô một chút. Đây như cái chỗ này nhà mình, đây những cái dăm này nhẽ là phun nó đứng rồi này. Ở phần dưới đã có mắt rồi đấy nhá, mắt nhỏ thôi, nhưng mà nó lại vọt lên một đoạn cái tầm trên này. Đấy, vọt lên một đoạn cái tầm trên là nó hết tác dụng của thuốc ấy, thì cây đào nó lại phát triển. Đấy, ở dưới thì dăm tương đối già rồi, mắt miếc có rồi. Nhưng mà ở phần trên ngọn này, một đoạn này mất độ 10 phân đấy. 10 phân thì 10 cm đấy. Thì nó lại vọt lên mất. Đấy, là mình không phun được kịp thời. Đấy, cây nào cũng thế. Thì những cái ngọn mà nó khỏe quá ấy, nó khỏe quá mà nó vọt lên cao, thì mình vẫn đi bấu ngọn trong cái giai đoạn này. Bấu cái tí búp ở trên đầu ấy này. Đấy, đấy là những cái ngọn này nó vọt lên khỏe quá, để cho cái cây nó đều. Như năm nay cái thời tiết ở miền Bắc mình rất là khắc nghiệt, vừa rồi mưa bão rồi lũ lụt, thì cây đào cả năm nay nhá, mưa rất là nhiều, cây đào nó cũng phát triển nó không được khỏe. Những cây nào mà nó yếu ấy, thì nó sập luôn rồi. Còn đây là những cây khỏe còn trụ lại được. Năm nay cái sản lượng đào cung cấp ra thị trường ấy, cái số lượng đào ấy là cũng giảm đi đáng kể. Vì cái thiên tai thời tiết thì mình không thể biết trước được. Chỗ này nhà mình thì cũng có khách đặt rồi, buộc dây buộc riếc. Cái chỗ này năm nay nhà mình nó không được đều, ra nhiều luống ấy, bỏ lại rất là nhiều. Đây như cái này thì những khách mua hàng đẹp nhà mình ấy là không thể lấy được, vì tay nó yếu này. Thân, bộ thân ở trên rất là đẹp, nhưng mà mất bốn cái tay nó yếu. Mình không bán được cái giai đoạn tầm sớm này. Và những cây này thì nhà mình để Tết nở hoa bán tại vườn thôi. Đấy, còn những cây hàng to đẹp thì khách đã đánh dấu hết rồi. Thì trong cái giai đoạn này mà nó vọt như này thì mình vẫn tiếp tục mình phun hãm, không vấn đề gì cả. Và cái thời gian đôn đảo của năm nay như nhà mình dự kiến là mình nhìn cây này này, phun đứng hết dăm lại, tất cả các lá non nó không đi ngọn non nữa ấy, thì mình mới bắt đầu tiến hành mình đôn đảo. Nó rơi vào khoảng cuối tháng 9, tức là qua rằm đôi mưa gì đấy. Đấy là mình dự kiến thế thôi.
còn có thể nó phụ thuộc cả cái thời tiết sau khi mình hãm nữa. Mặc dù là cái thời tiết trong lúc mình hãm này nó rất là đẹp. Nếu mà thời tiết phun như này ấy, phun hãm tầm như này ấy, thì cây nó sẽ đứng ngay, đứng nhìn thấy luôn. Nhưng mà nếu mà gặp mưa ấy, thì cái tốc độ đứng của cây nó lại giảm xuống, có thể là nó sẽ lâu đứng hơn. Đấy, kể cả cái chỗ đào này, đây cái này nhìn rõ nhất này. Đấy, cả cái đoạn dăm này nhá, đến cái phần này. Đấy, hôm nay nó hơi nắng, anh nhìn nó chói. Đến cái phần này thì đáng nhẽ là mình phun được liền luôn ấy, thì là cây đào nó đã đứng rồi đấy. Nhưng mà cái công việc rồi thời tiết nó chi phối công việc mình làm. Nhiều lúc làm nó cũng không kịp. Thì những cây như này này, thì cái phần dưới này nó sẽ nở hoa trước, xong rồi cái phần mà nó vọt lên như này thì nó nằm mắt sau mà, thì nó sẽ nở sau cùng. Tức là tất cả những cái cây, những cái bông hoa lúc trước mình phun ấy, cái mắt ở đây này, đấy, những cái mắt nó đen đen này này, là những cái bông hoa đấy, những cái nách hoa đấy, nó sẽ nở trước cái phần mình bị để quá đây. Để quá đây nó chỉ làm như kiểu cái bộ áo cho cây cho nó đẹp thôi. Mà nó bị dài quá thì mình vẫn phải đi bấu ngọn. Ta làm cây đào này thì mỗi năm nó một kiểu, không năm nào nó giống nhau cả. Vì thời tiết mỗi năm nó một khác. Đấy, như năm nay thì mưa rất nhiều thì đào những cây yếu, rất là yếu, sập luôn. Đây như mấy cái cây này đằng này nhà mình này. Nhà mình thì đa số là đào già ấy, nên là cái tỷ lệ mưa nhiều nó sẽ sập rất là nhiều. Đây như cây này cũng có khách buộc rồi đấy, nhưng mà nó sập rồi. Đấy, chuẩn bị đến ngày thu hoạch nó còn chết cơ, còn sập cơ. Đào không được đẹp. Nói chung là năm nay đào không được đẹp lắm. Nó cũng tùy cả người làm nữa. Nếu mà làm được kịp thời ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn cái ảnh hưởng thời tiết thì nó chung cho cả miền rồi. Có một số nhà mình còn không phun được thuốc sâu này. Một số nó bị đục ngọn này. Đấy, sâu đục ngọn. Bận mà. Bận không làm được, không phun được kịp thời ấy. Cái đào này thì nó không như cái hàng hoa ngắn ngày và ngày Tết ấy, thì nó hơi bị sâu bệnh một chút, nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà nhà mình mà làm cái hàng ngắn ngày vào ngày Tết đấy mà bị hỏng mất một nửa thuốc, hoặc là mình chưa phun được một nửa thuốc ấy, có thể nó hỏng trong cái giai đoạn đấy là gần như là hỏng hẳn luôn ấy. Đấy, riêng cái hoa ngắn ngày là mình phải chăm hơn. Còn cái đào này thì có thể là mình lỡ một nửa thuốc nó cũng không ảnh hưởng nặng nề lắm. Nó cũng ảnh hưởng, nhưng mà nó không nặng nề như cái hàng hoa ngắn ngày. Đấy, tất cả đào, những cây khỏe nó vo lên rất là khỏe. Vo lên rất là khỏe ra. Cái ngọn tầm giờ nó vẫn non bóng ấy. Nhưng mà cái đoạn dưới này thì nó có mắt rồi thì cũng không sợ lắm. Chắc chắn là cái mắt nó vẫn đạt tiêu chuẩn. Bây giờ mình chỉ làm cho nó già lá nhanh, phun cho đứng nhanh, để mình làm bầu. Đấy, làm bầu thì nó phụ thuộc thời tiết. Như nhà mình ấy, thì phụ thuộc thời tiết rồi cái cây của mình nữa. Nó không riêng gì thời tiết cả. Nhà mình đợi qua 1-2 trận gió mùa đi, cho cây đào nó thích nghi rồi nó đứng, nó thu năng lượng vào, xong rồi mình mới làm bầu. Có thể là một số các nhà vườn khác ấy, họ làm sớm hơn. Nhưng mà trong cái giai đoạn làm bầu thì mỗi một nhà vườn nó sẽ có cái cách làm khác nhau, nó không giống nhau. Đấy, những cây này đào phai này. Đào phai cây này rất là to nhá.
Cái này mảnh luống này thì buộc dây hết rồi, buộc dây còn và ký vào thân nữa, đánh dấu vào thân. Đấy, đánh dấu vào thân. Đây. Đấy, có chữ bút xóa kìa. Đấy, cái giai đoạn làm bầu nó tùy vào cái điều kiện phát triển của cây và cái thời tiết nhá. Và trong cái giai đoạn làm bầu ấy thì mình nên tránh cái thời tiết nó gió bắc mạnh nhá. Gió bắc mạnh thì mình làm bầu nó không tốt lắm. Có thể là làm được nhưng mà cây nó sẽ rất là yếu, chột, nó không tốt. Thì mình tránh cái thời tiết gió bắc mạnh. Nếu mà gió hưu hưu vừa vừa mình vẫn có thể làm được. Đấy, lúc nào đến cái giai đoạn làm bầu thì mình lại làm những cái video mình chia sẻ cái cách nhà mình làm bầu cho cây đào. Mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Chúc các bạn có những cây đào thật là đẹp để đón Tết.